Thị trường tài chính đã có một năm đầy biến động trong năm qua. Vàng và đồng đô la liên tục bị rung lắc, lãi suất tiền gửi đang ở mức thấp, chứng khoán thì cần chịu nhiều rủi ro hơn. Đó cũng là lý do mà theo nhận định của nhiều chuyên gia, bất động sản đang là một kênh đầu tư hấp dẫn nhất, đặc biệt là phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng bắt đầu lên ngôi nhờ khả năng sinh lợi về lâu dài. Đây là những hình ảnh tại khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng Đại Phước Lotus, nằm trên đảo Đại Phước, được mệnh danh là Hòn Ngọc phía đông Sài Gòn. Dự án này do Vina Capital đầu tư đây cũng là đơn vị đã phát triển thành công nhiều dự án bất động sản cao cấp. Hiện dự án Đảo Đại Phước đang nhận được khá nhiều sự quan tâm của giới đầu tư cá nhân do vị trí đẹp và khá khan hiếm với vị trí gần trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Khu biệt thự chỉ có khoảng 332 căn biệt thự đơn lập và song lập, thiết kế một trệt một lầu và một trệt hai lầu với diện tích từ 300 đến 612 m2. Dự án được đánh giá rất phù hợp để ở nghỉ dưỡng, đồng thời cũng là một kênh đầu tư hấp dẫn, có thể cho thuê theo ngày cho các cơ phơ và các gia đình có nhu cầu nghỉ dưỡng và giải trí tại đảo Đại Phước. Giá mỗi căn villa ở đây từ 3,96 tỷ đồng, chỉ tương đương với một căn hộ cao cấp 2 phòng ngủ trong nội đô. Nhân dịp Tết Bính Thân 2016, chủ đầu tư Vina Đại Phước Vina Capital tặng đến 3 cây vàng SJC áp dụng cho khách mua nhà tại khu đô thị Đại Phước Lotus. Hiện khu đô thị sinh thái này đã có nhiều cư dân về đây sinh sống và đã nhận bàn giao sổ hồng. Với diện tích dự án 200 ha, Đại Phước Lotus gồm nhiều khu chức năng với khu biệt thự 22 ha, còn lại gồm có bến du thuyền, trường học, nhà trẻ, công viên, trung tâm y tế, nhà hàng khách sạn và khu trung tâm thể thao giải trí vân vân. Đại Phước Lotus nằm tiếp giáp với quận 2 và quận 9 của thành phố Hồ Chí Minh với các tuyến giao thông quan trọng như quốc lộ 51A nối quốc lộ 1 với thành phố Vũng Tàu, cao tốc Long Thành dầu dây được bao bọc bởi sông Sài Gòn hướng tròn một vùng thiên nhiên và không khí trong lành phía đông. Không khối bụi, đảm bảo sức khỏe và tiềm năng tăng giá cao khi đường Vành Đai 3 và cầu Nhân Trạch hình thành vào đầu năm 2018. Các dự án giao thông này giúp rút ngắn khoảng cách di chuyển từ đảo Đại Phước đến thành phố Hồ Chí Minh chỉ còn 25 đến 30 phút và không kẹt xe. Đây là nơi lý tưởng để sống và nghỉ dưỡng mà vẫn rất thuận tiện làm việc tại trung tâm kinh tế của cả nước.